Ngày 15 tháng 11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng triệu tập tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với quản lý và nhân viên khu du lịch Làng Cù Lần, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi vô ý làm chết người. Các bị can bị tạm giữ 4 tháng gồm Ngô Thanh Nghĩa, sinh năm 1968, trú thành phố Hồ Chí Minh, là phó giám đốc khu du lịch Làng Cù Lần; Võ Tân Bình, sinh năm 1988, thường trú tỉnh An Giang, là nhân viên khu du lịch Làng Cù Lần; và Võ Lê Thái, sinh năm 1993, thường trú tỉnh An Giang, là lái xe trong khu du lịch Làng Cù Lần. Trước đó, Võ Lê Thái lái xe chở nhóm du khách Hàn Quốc đi dọc suối cạn xã Lát, huyện Lạc Dương thì bất ngờ nước lũ tràn về cuốn trôi làm 4 du khách tử vong.